có rất nhiều công dụng tốt với sức khỏe và làm đẹp. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, mật ong là một trong những thực phẩm tinh khiết nhất của tự nhiên. Mật ong nguyên chất chứa 22 axit amin, 27 khoáng chất và 5.000 enzyme. Khoáng chất bao gồm sắt, kẽm, kali, canxi, phosphor, magie và selen. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều mật ong hoặc sử dụng không đúng cách, có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể và gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Thứ nhất, tăng lượng đường trong máu. Vì trong mật ong có chứa rất nhiều carbon hydrate, nên uống quá nhiều thực phẩm này có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu. Ở những người khỏe mạnh, việc sản xuất insulin sẽ làm giảm lượng đường trong máu. Thế nhưng đối với những người mắc bệnh tiểu đường, người ta có thể nhận thấy sự gia tăng bất thường mức độ đường trong máu. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mật ong là một trong những loại thực phẩm cấm kỵ đối với bệnh nhân tiểu đường. Thứ hai, gây ngộ độc thực phẩm. Trong mật ong có chứa các bào tử Clostridium, thủ phạm chính gây ra chứng ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Độc tố này là chất tự nhiên độc hại nhất mà con người biết đến. Liều lượng cực nhỏ của nó trong máu cũng có thể làm tê liệt các cơ hô hấp và gây tử vong trong vài phút. Thứ ba, gây đầy bụng và khó tiêu. Sử dụng quá nhiều mật ong có thể gây khó chịu ở bụng. Nguyên nhân là do thành phần của mật ong chứa nhiều fructose. Do đó, mật ong cản trở sự hấp thu các chất dinh dưỡng của ruột non. Chúng còn gây ra những ảnh hưởng lâu dài đối với hệ thống dạ dày, ruột, khiến bạn bị đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, đôi khi còn dẫn tới những căn bệnh như tiêu chảy hay đau bao tử. Thứ tư, tụt huyết áp. Mật ong có chứa các thành phần cần thiết gây hạ huyết áp nếu dùng quá nhiều. Do vậy, thực phẩm này được khuyến cáo là không an toàn với những bệnh nhân huyết áp thấp nếu dùng quá nhiều. Các trường hợp này cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng mật ong. Thứ năm, sâu răng. Mật ong chứa đường và có thể dễ dàng gây phá hủy men răng nếu tiêu thụ quá nhiều. Bởi việc tiêu thụ nhiều đường mỗi ngày sẽ kích thích hoạt động của các vi khuẩn bên trong miệng, dẫn tới tình trạng sâu răng. Nếu muốn bảo vệ sức khỏe răng miệng và ngăn ngừa sâu răng, bạn cần hạn chế tiêu thụ quá nhiều mật ong hàng ngày. Thứ sáu, sốc phản vệ. Uống mật ong sống với liều lượng lớn có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ. Tình trạng này được đặc trưng bởi các dị ứng toàn thân cùng với chóng mặt, ngất xỉu, khó thở, hạ huyết áp, suy tim. Đây là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của mật ong và đôi khi nó còn có thể dẫn tới tử vong. Thứ bảy, tăng cân. Thừa cân, béo phì kéo theo rất nhiều hệ lụy gây hại cho sức khỏe. Trong khi đó, mật ong lại là thủ phạm khiến trọng lượng cơ thể không ngừng tăng lên do chúng cung cấp rất nhiều calo. Hơn thế nữa, các carbon hydrate dạng đơn có trong mật ong sẽ nhanh chóng bị phá vỡ sau khi được tiêu thụ. Kết quả là nguồn năng lượng dư thừa sẽ được tích lũy dưới dạng chất béo và làm bạn tăng cân. Thứ 8, có thể làm tổn hại thần kinh. Trong mật ong sống có chứa một nhóm các hợp chất hóa học, đó là granulocytosin, có thể gây hại cho hệ thống thần kinh trong cơ thể. Thông thường, những độc tố này sẽ bị loại bỏ qua quá trình tiệt trùng thực phẩm. Vì vậy, nếu dùng mật ong sống, độc tố vẫn còn tồn tại và sẽ gây ra những tác động xấu, làm tổn hại đến các tế bào thần kinh, cản trở những hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh. Vậy dùng bao nhiêu mật ong là đủ? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người không nên dùng quá 10 muỗng cà phê, khoảng 50ml mật ong mỗi ngày. Tuy nhiên, mức độ tối ưu chủ yếu phụ thuộc vào chế độ ăn uống và lối sống của mỗi người. Một người hoạt động nhiều có thể cần nhiều đường hơn một người ngồi nhiều. Do vậy, liều lượng khuyến cáo có thể khác nhau.